muốn tìm một mảnh đất mặt tiền đường nhựa sân bay với cái giá đầu tư ban đầu hợp lý và có cái view khá là đẹp, nhìn cái cánh quạt gió quay á, thì anh chị hãy quan tâm cái lô đất này nha. Hello, xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp. Trong cái video ngày hôm nay, Hiệp sẽ chia sẻ với anh chị một cái lô đất nó nằm mặt tiền đường Trần Hữu Soàn. Đường này còn có tên gọi khác là đường Hồ Quang Cảnh nha anh chị. Trên map thì nó nhận là Hồ Quang Cảnh, còn thực tế là Trần Hữu Soàn. Cái chỗ này thì dân cư ở không có đông mà nó là mặt tiền đường nhựa. Thực ra trong kinh doanh thì hầu hết các anh chị có điều kiện chút thì sẽ thích cái mặt tiền đường nhựa hơn là ở trong hẻm. Một số cái hẻm ở đây nó to lắm anh chị, hẻm to kinh khủng đó. Nó cũng chẳng thua kém đường nhựa, nhưng mà cái mặt tiền có tên đường các kiểu thì lúc nào nó cũng có vẻ hợp lý hơn, đúng không anh chị ha. Và cái chỗ này á, mình nhìn lên cái view đồi ở đây nè, mình sẽ thấy các cánh quạt gió nó rõ ràng á, khá là đẹp. Cả cái con đường Trần Hữu Soàn này gần đây thì bà con xây dựng liên tục, nào là nhà dân, rồi nào là các cái khu nghỉ dưỡng homestay rồi các kiểu á. Đây anh chị nè, đương nhiên cái nhà này không bán nha, nhà này không bán. Hôm nay Hiệp chia sẻ với anh chị một cái lô đất sát bên khu nhà này. Cái bề ngang của nó đến 60 mét nha anh chị, bề ngang 60 mét. Và mình mua cái lô đất này mình có thể là sau này anh chị mà cắt đôi ra cũng ngon lắm á. Vì nó sổ, nó mặt tiền nó rộng á, mà nó thẳng, hai cạnh hai bên nó thẳng nha, nó không bị móc méo. Thì đó là một cái điều kiện rất là tốt, nó móc méo thì mới phải cân nhắc nhiều, chứ còn không thì hiệu quả lắm. Đây anh chị, chắc trong khuôn hình anh chị không nhìn thấy gì, tại vì nó có mấy cây lùm ở ngoài này nè, lâu rồi người ta cũng không dọn dẹp, cộng thêm mùa mưa này nè mà cây cỏ nó lên. Nhưng mà anh chị nhìn thấy nè, đó, nó có đường dây điện rồi các kiểu đây, và nó cũng có cái cột mốc, nhưng mà nó không phải là hàng rào, nó có cái hàng cột mốc ở đây. Hiệp sẽ lên đây cho anh chị xem. Mặt tiền rộng hơn 2.6 mà mặt tiền 60 mét, kinh khủng. Cái chiều sâu của nó ngắn thôi anh chị, chiều sâu nó không có nhiều, nó vô đến cái gốc cây to ở phía sau anh chị đó. Anh chị thấy cái cây to ở phía sau, vô đến gốc cây to đó. Còn bên này nó có cái hàng cột, có cái hàng cột cột bê tông anh chị nhé. Bên này có hàng cột bê tông. Ở ngoài thì nhìn thấy khá là rõ, nhưng mà cây quá thôi chắc Hiệp không xuống á. Đây nhìn thấy rõ, ở phía sau cũng có cái hàng, cũng có móc ở phía sau. Nó không có móc ngon xây bờ thành cái bờ như những cái miếng đất khác. Nếu là Hiệp thì Hiệp sẽ làm, nhưng mà một số người ví dụ như ở xa rồi anh chị không có thời gian quản lý rồi này nọ các kiểu thì anh chị không xây. Cái này nó cũng không lớn á, rồi cho thuê xe ủi hết mấy cái cây gai này đi, đốt thế là xong ha. Ở bên kia nó cũng có hàng ranh, rồi nó có hàng gai rồi các kiểu nữa. Tóm lại là nó cũng có móc giới, mà móc nó không ngon thôi nha anh chị. Có móc giới nó không ngon, nhưng mà nó có móc thẳng thôi. Một cạnh nó là 50 mét, một cạnh còn lại là nó gần 40 mét. Cái đuôi nó hơi nghiêng một xíu thôi, theo cái hình thể trên sổ anh chị có thể nhìn thấy. Cái vị trí này mà đi ra ủy ban xã Thiện Nghiệp thì anh chị có thể đi ngõ này, đi hơn 2 cây là ra đến đường 75. Anh chị rẽ thêm tầm cỡ hơn cây nữa, cho là 4 km là đến ủy ban xã đi. Chắc chưa đến thì đoán vậy, thì chưa đo hết các cái ước lượng anh chị nha. Rồi thì cách cổng sân bay cũng tầm đó anh chị, cách cổng sân bay cũng tầm đó, thậm chí gần hơn xíu. Rồi cái đường này là anh chị có thể đi gọi là đường Bào Me, đi thẳng chút xíu nữa là giáp với đường Bào Me rồi. Và đường Bào Me nó sẽ gần như là song song, hơi cong cong với lại đường 75. Ở đây thì yên tĩnh lắm anh chị à. Và Hiệp thấy cái đoạn đường này, cái nhà nghỉ dưỡng và homestay người ta đang xây cũng khá khá. Thì thông tin của mảnh đất này nó như đây thôi anh chị. Tóm lại là cái sổ này nó có cái mặt tiền rộng, Hiệp ưng nhất là cái mặt tiền rộng. Trên này cũng có nhà, có đồ bài bản, mặt tiền rộng nha anh chị. Chịu khó làm lại anh chị, làm sơ lại. Rồi Hiệp chia sẻ giá bán luôn. Giá bán ở đây là 3 triệu một mét vuông, 3 tỷ một sào miền Nam anh chị. Giá bán là 3 tỷ một sào miền Nam nhé. Ở trong kia Hiệp cũng nhìn thấy nhà. Hiệp chia sẻ thêm một chút xíu ngắn về cái cách mình làm, để cho một số anh chị, đặc biệt những anh chị mới xem kênh á, thì sẽ có cái hiểu hơn về cái quá trình Hiệp làm. Đương nhiên là làm lĩnh vực nào cũng không riêng bất động sản đâu anh chị, là mỗi người một cái tiêu chuẩn khác nhau thôi. Có người thì lấy cái lợi nhuận lên là hàng đầu, số 1, cho nên người ta làm bất chấp. Hiệp không chê, không khen gì ai hết trơn á, mỗi người một phong cách làm việc, đơn giản vậy thôi. Rồi có người thì lấy giá trị cho khách hàng là tiêu chuẩn để mình làm việc. Thì đó có thể cũng gọi là văn hóa doanh nghiệp. Hiệp xây dựng doanh nghiệp mình theo một cái văn hóa nó khác nha anh chị, tức là đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. Hiệp thích chơi cái trò chơi là tất cả mọi người cùng thắng. Người bán thì bán được hàng, người mua thì mua được sản phẩm tốt, giá tốt,
đầu tư có hiệu quả. Còn cái người đứng giữa, người kết nối giữa người mua và người bán là công ty của Hiệp thì cũng có lợi nhuận từ cái việc là mình ghép đôi thành công. Thì đó là cái câu chuyện mà khoảng thời gian qua nó lý giải là tại sao ở bên Hiệp cái lượng khách hàng rất là đông nha anh chị. Lượng khách hàng bên Hiệp rất là đông, nhưng không phải đất nào Hiệp cũng bán. Đây là hai việc khác nhau. À, khách hàng đông là chuyện khách hàng đông, cái đất nó phải hợp lý, đất nó phải có thể mang lại giá trị cho nhà đầu tư của Hiệp thì Hiệp mới tư vấn, mới bán được những cái sản phẩm đó. Còn nếu mà cái đất nó không mang lại cái giá trị, nó không vượt qua cái tiêu chuẩn của Hiệp thì Hiệp sẽ từ chối. Cho nên là Hiệp đang rất cần cái nguồn hàng tốt. Anh chị có nguồn hàng tốt, tốt về giá, tốt về pháp lý thì anh chị hãy liên lạc để Hiệp có cơ hội được phục vụ anh chị. Anh chị có thể bán được đất của mình một cách nhanh gọn, không có phức tạp đâu anh chị. Hiệp đang có một cái mô hình gọi là du lịch đầu tư, tức là không phải là anh chị đến đây đi mua một mảnh đất, anh chị phải đúng nghĩa là vật lộn, vật lên vật xuống, nó rất là mệt anh chị. Nào là đi kiểm tra hàng bao nhiêu cái tiêu chuẩn, rồi đến xem mảnh đất như thế nào, vị trí như thế nào, rồi kiểm tra pháp lý, giá cả, ranh móc trồng trồng chéo, rồi đóng ranh trồng cọc, rồi cắm tọa độ làm sao, cái kiểu ti tỉ thứ phải làm anh chị. Không phải làm tất cả những điều đó. Hiệp xin nhắc lại, tất cả những điều đó hãy để cho công ty Hiệp giúp đỡ anh chị. Anh chị không phải làm, anh chị chỉ đến đây coi hết thông tin mình bắt đó, nó đúng y chang như những gì Hiệp nói. Và những cái việc gì mà có thể giúp đỡ được anh chị ha, thì Hiệp sẽ cố gắng, các bạn nhân viên cũng sẽ cố gắng hỗ trợ anh chị. Chứ không phải cứ có tiền mới làm nha anh chị. Sống như vậy là sống chỉ biết tiền thôi, là không ai chơi với mình đâu. Nói thẳng luôn, ai cũng cần tiền hết, nhưng mà không phải lúc nào cũng quy ra tiền sống nha anh chị. Nó cũng tùy thứ. Cho nên là đó là cái lý do mà Hiệp có rất là nhiều anh em. Trước đây là khách hàng thôi, bây giờ là anh em anh chị. Rồi mình phải sống như thế nào cho nó xứng đáng thì người khác sẽ đối xử với mình lại như vậy anh chị ạ. Cho nên là anh chị có đất tốt cần bán thì nhớ liên lạc với Hiệp nha, để Hiệp có thể hỗ trợ các anh chị. Còn các anh chị mua thì ở bên Hiệp cái quy trình làm việc nó rất là chặt chẽ, chu đáo, để anh chị đến đây mua y như anh chị đi du lịch, chỉ đến chỉ xem qua miếng đất. Còn thậm chí nhiều anh chị biết quen quá rồi, quen với cách làm việc của Hiệp quá rồi, cũng chẳng cần đi xem miếng đất, biết rồi, biết hết rồi, nhìn như vậy thôi. Thậm chí có những nơi anh chị chưa đến luôn, nhưng mà qua cái cách Hiệp chia sẻ, qua cái cách anh chị nhìn trên Google Maps, qua cái sự trải nghiệm những cái mảnh đất trước đây đã làm việc với Hiệp, thì anh chị hiểu rồi, cái đó là cái hợp lý. Và anh chị quyết định mua, còn chẳng thèm đến đất, khi nào rảnh đến sau, đến đây chơi thôi, ký hợp đồng thôi. Hiệp cũng không khuyến khích những anh chị mới nha. Riêng những anh chị mới thì Hiệp không khuyến khích các anh chị là mua đất cái kiểu đó đâu. Bởi vì mua xong anh chị phải cảm thấy vui, phải cảm thấy hạnh phúc thì anh chị mua. Chứ giờ ví dụ như là anh chồng quyết định mua mảnh đất đó từ xa theo cái kiểu mà khách hàng hay mua Hiệp là làm. Nhưng mà chị vợ thì không có coi cái kênh của Hiệp, hồi giờ không có theo dõi, không có biết cái cách Hiệp làm như thế nào, thì có thể sẽ có cái sự bất hòa, có thể là anh chị sẽ không có hiểu nhau, rồi không giải thích được anh chị. Anh chị phải coi nhiều, anh chị phải gặp nhiều khách hàng của Hiệp, anh chị phải trải nghiệm nhiều, có thể thậm chí là nói chuyện hoặc là làm việc qua với Hiệp anh chị mới hiểu được. Nếu còn vợ hoặc chồng anh chị không làm cái điều đó thì cái góc nhìn nó sẽ khác anh chị ha, góc nhìn nó sẽ khác, rồi xảy ra bất hòa thì cuối cùng mua mảnh đất nó không vui, cũng không nên. Hiệp khuyến khích những anh chị lần đầu tiên mua đất ở Phan Thiết, đặc biệt mua đất của Hiệp, anh chị đến đi, anh chị đến xem Hiệp ở ngoài đời như thế nào, làm việc có chuẩn chỉ không, có đúng như những gì mà Hiệp hay chia sẻ với mọi người ngoài đời như thế nào, coi cái mô hình đất đai ở đây như thế nào, coi cái kinh tế ở đây như thế nào, coi mọi thứ văn hóa ở đây như thế nào, con người như thế nào. Rồi sau đó lần 2, lần 3, lần 4 nếu anh chị đã có trải nghiệm rồi, anh chị có thể dễ dàng hơn. Còn lần đầu nên đến khảo sát nha anh chị nha, nên đến khảo sát đi, vì đất là tài sản giá trị lớn mà. Mình không đến khảo sát, mình mua xong mình hồi hộp cực lắm. Đương nhiên Hiệp biết là nếu mà chia sẻ mà nó lấp liếm thì mình bán dễ lắm anh chị. Thật ra chia sẻ lấp liếm bán dễ, Hiệp là nhà đào tạo kinh tế, Hiệp hiểu cái chuyện đó mà. Nhưng mà chính mình cũng là nhà đào tạo thì mình phải giữ cho mình một cái khuôn mẫu, chứ không phải vì cái lợi ích của mình bán được lô đất, kiếm được ít tiền rồi mình cứ bỏ qua bất chấp hết. Thì đó không phải là cái gu của Hiệp. Cho nên là nếu gửi Hiệp sản phẩm giá cao thì các anh chị cũng không bán được hàng, Hiệp cũng không bán được hàng. Cho nên Hiệp mới nói là sản phẩm giá tốt thì Hiệp sẽ hỗ trợ anh chị hết lòng, hết mức. Sản phẩm giá cao thì Hiệp cảm ơn anh chị đã tin tưởng ủng hộ gửi hàng, nhưng mà Hiệp chưa bán được. Đó là cái cách làm. Thì thông qua cái video này Hiệp chia sẻ lại cái cách làm cho những anh chị mới xem hiểu được quá trình là như vậy.
Rồi tóm lại hôm nay Hiệp có một cái lô đất mặt tiền đường Trần Hữu Soan. Cái đường này là nối thông giữa đường 715 và đường Bầu Me nha anh chị. Anh chị có thể coi trên Google Maps sẽ thấy rất là rõ. Rồi diện tích lô đất này là hơn 2 sào 6, tức là hơn 2.600m, mặt tiền đã đến 60m, rất là rộng. Rồi giá bán của lô đất này là 3 triệu một mét, 3 triệu một mét nha anh chị. Khuôn đất thì khá là bằng phẳng, quanh đây nó không có bị mộ miết gì các kiểu. Nói chung là được, điều mỗi tội nó dơ anh chị. Cây lùm cây cối này nó tùm này nè, nhìn nó không có được bắt mắt, nhưng mà cái sổ thì thẳng thớm. Anh chị quan tâm thì liên lạc với Hiệp. Rồi cảm ơn anh chị đã xem. Hiệp sẽ tạm dừng video này. Bye bye anh chị. Chúc anh chị một ngày tốt lành và hiệu quả. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Tạm biệt.